Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng ta bắt đầu học vào trong Phật học phổ thông phần thứ tư. Quý vị dở ra Phật học phổ thông trang 654, trang gần áp út, cái mục lục là khóa tư. Chúng ta đã học sắp xong quyển 1, gồm có khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4. Học kỳ này chúng ta sẽ học khóa 4. Trong cái khóa 4 này thì như ở trên bảng chúng ta thấy đó, gồm có, đây là cái mục lục của khóa thứ tư, tức là phần về Duyên Giác và Bồ Tát Thừa. Đây là cái phần mục mà dành cho những vị Duyên Giác Bồ Tát, tức là chúng ta qua Thanh Văn rồi. Thanh Văn có nghĩa là chúng ta học về Tứ Diệu Đế đó. Biết bây giờ quý vị đã chứng lên tới Thanh Văn đó chưa ha? Mà bây giờ chúng ta đã vọt lên tới Duyên Giác và Bồ Tát rồi đó. Tức là học xong cái này là mình bước vào trong địa vị của Duyên Giác Bồ Tát đó. Thế thì trong cái khóa này đây đó, chúng ta lớp học bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 và sẽ kết thúc cái học phần năm, học kỳ 1 năm thứ 3 là vào ngày 31 tháng 12. Riêng bản thân chúng tôi thì bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 cho đến kết thúc là ngày 31 tháng 12. Tức là chúng ta có 23 tuần tất cả để học cái học phần năm này. Trong 23 tuần đó, thì chúng tôi sẽ nghỉ đâu độ 4-5 buổi nữa, nhưng mà nó rải ra chứ không có đi một lèo. Thế thì hy vọng là quý vị sẽ vui mừng khi được thay thế bởi những môn học khác cho nó khỏi có chán ha. Thế thì trong còn lại là mười mấy buổi đó, 18, 19 buổi gì đó, thì chúng ta sẽ học tất cả những cái này, những cái trên bảng đây. Nó gồm có 10 bài tất cả, tuy nhiên có những bài thì phải 2 tiết. Thế thì chúng ta học về ngũ định tâm quán, gồm có 5 cái quán, đó là quán sở tức, quán bất tịnh, quán từ bi, quán nhân duyên và quán giới phân biệt. Sau đó chúng ta học về 6 pháp ba la mật, đây chính là yếu tố của Bồ Tát Thừa đó. Hành trạng của Bồ Tát đi vào trong cuộc đời này thì không thể nào không đi qua 6 cái phương pháp, 6 cái kiểu cách để có thể đạt được yếu tố của Bồ Tát. Sau đó thì chúng ta học một chút về tứ vô lượng tâm và ngũ minh. Chúng ta còn nợ nhau một bài của cái Thanh Văn Thừa mà mình chưa học, đó chính là Vu Lăng Bồ. Chúng ta chỉ còn có mỗi một cái phần nữa thôi. Thế thì ở đây quý vị đã học về Vu Lăng Bồ chưa? Ok. Thì chúng ta có thể là có thời gian sau đó đó, mình sẽ trở lại, hoặc là trong cái dịp nào mà gần lễ Vu Lan một chút, để chúng ta học cái bài đó cho nó có ý nghĩa hơn. Riêng hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái phần tổng quát của trọn cái khóa này, cũng như là bài học đầu tiên, đó sẽ là quán sở tức, là cái bài của ngày hôm nay. Thế thì đại chúng về, chúng ta dở trang 495. Trước đó nữa chúng ta cũng nên đọc, đó là từ trang 491 của Phật học phổ thông cuốn thứ nhất, để chúng ta bắt đầu đọc cho đến hết là vừa ha. Thì đó chính là cả cái phần này mà chúng ta học, và theo cái thứ tự như thế này để chúng ta theo. Thế là đó là cái mà thông báo của chúng tôi và yêu cầu quý vị đi về đọc trước tài liệu dùm cho ha. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học về khái quát và bắt đầu vào trong cái phép quán thứ nhất. Thưa đại chúng, là ngũ định tâm quán là năm cái
đều dạy cho chúng ta quán tưởng để dừng cái tâm lăng xăng của mình lại. Trong năm cái phép quán này rõ ràng là dạy cho chúng ta cách để mà dừng tâm lại, để cái tâm của chúng ta nó không có chạy nhảy lung tung. Năm cái phương pháp để dừng lại tất cả những cái vọng tâm. Vọng tâm là cái căn bệnh chính mà con người ta có cái khổ đau và phiền não. Chúng ta để ý đó, khi nào mà chúng ta nhiếp tâm chánh niệm đó, thì lúc đó tất cả những cái khổ đau của mình đó, nó cũng bị chặn đứng luôn. Còn nếu như chúng ta mà bị tất cả những cái vọng niệm nó khởi lên, tức là nó theo cái yếu tố tham, sân, si, buồn, phiền, giận, dữ, vân vân, 10 cái kiết sử phiền não đó, mạn nghi, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến đó, thì lúc bấy giờ tâm của chúng ta sẽ xáo động. Và lúc bấy giờ chúng ta liền lập tức đau khổ khi mà tâm của chúng ta không được định tĩnh. Thế thì đây là một trong những cái phương pháp để gìn giữ cái tâm của chúng ta cho được định tĩnh. Nhờ cái phương pháp này mà trí tuệ mới phát sinh. Thế thì ngũ đình tâm quán chúng ta đã học rồi. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta có hai cái thiền, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ có nghĩa là dừng lại, dùng một cái phương pháp nào đó để chúng ta chặn đứng lại những cái điều mà chúng ta suy nghĩ, suy tư, dừng lại tại đó để đừng có tạo tác những cái vọng nghiệp nữa. Còn cái quán tức là mình nhìn cho kỹ, nhìn cho thấu suốt, nhìn cho cặn kẽ, cho ra vấn đề. Thế thì hôm nay chúng ta học về cái ngũ đình tâm quán này đây, tức là năm cái phương pháp để mà chúng ta có thể dừng tâm lại và trú ngụ để mà xem xét, quán tưởng, để dừng cái tâm của mình, đừng có cho nó xáo động. Thì đó là cái mục đích. Thế thì chúng ta biết được rằng sổ tức quán, đây là một trong những điều mà hết sức căn bản, mà trong tất cả các vị ngồi đây, quý vị nào đã từng đếm hơi thở rồi, đã từng ngồi và đếm hơi thở. Dạ, rồi cảm ơn quý vị. Nhưng mà chúng ta đếm được bao nhiêu? Đó là cái thứ nhất được nêu ra. Thứ hai là cái phương pháp đó có giúp cho chúng ta loại trừ khổ đau hay không, là cái thứ hai. Cái thứ ba là trong lúc mà chúng ta dùng cái phương pháp đếm hơi thở đó, mình có bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài hay không. Cái thứ tư là khi chúng ta quán tưởng hơi thở như thế đó, mình có bị lộn xộn hay không, có bị đếm mà thiếu đếm đủ, hoặc là nửa chừng mình đang đếm như thế thì mình ý nghĩ của mình suy tư chuyện khác hay không, tức là bị sang tạp những yếu tố đó hay không. Đấy. Thế thì phương pháp chúng ta học ở đây là mình vừa học và vừa thực tập để cho quý vị có được cái lợi ích trên cái phương diện mà chúng ta thực hành cái giáo pháp này ngay trong đời sống của mình để chuyển hóa những khổ đau. Chắc chắn rằng năm thứ ba rồi ha, thì chúng ta sẽ loại dần những cái khổ đau hết sức đơn giản của đời sống. Ví dụ ai chửi mình thì bây giờ chửi lại hả? Thì bây giờ chúng ta mỉm cười, phải không? Đấy. Hoặc là ai mà đi đường người ta có giằng giật với mình, qua len vân vân, tất cả chúng ta lại nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, và kể như là nó không có chuyện gì quan trọng, không có gì mít tiêu, phải không? Thế thì đó chính là cái mà chúng ta ứng dụng rất là nhiều trong cái lúc mà chúng ta đi học đây. Chúng ta đã gặp cái yếu tố của trong những cái quán này, ví dụ cái quán bất tịnh thì mình đã gặp nhau ở đâu? Tứ gì? Tứ niệm xứ. Chúng ta đã gặp nhau ở tứ niệm xứ, đó là thân, thọ, tâm, pháp, thân thì bất tịnh. Thế thì quán bất tịnh ở đây để đối trị với cái tham dục về cái sắc, cái hình hài, cái bóng dáng của một con người nào đó, của một hình sắc nào đó. Thế thì chúng ta lại gặp nhau ở trong yếu tố này. Cho nên những cái mà chúng ta học ở phía trước á, nó sẽ làm nền cho tất cả những cái về sau. Các vị thấy không? Và nó đang xen, nó sâu chuỗi với nhau để chúng ta hiểu rõ hơn về giáo pháp. Và khi mà các vị nói chứ quán bất tịnh là chúng ta biết là thánh rồi. Đấy. Thế thì đó cũng là một trong những cái phương pháp mà chúng ta nói các vị là những cái bài học căn bản đó, là mình nằm lòng bao nhiêu đó thì đi vào trong giáo pháp sau này đó nó dễ dàng bấy nhiêu. Và nói tới cái khái niệm đó là chúng ta lập tức nhanh nhỏ và nhận nó ra được liền, nhận diện nó được liền. Quán từ bi
để đối trị với sân hận, rồi quán nhân duyên để đối trị với lòng si mê, và quán giới phân biệt để đối trị với ngã chấp. Thế thì đó là năm cái phép quán để chúng ta dừng cái tâm vọng động của mình, để đối trị với tất cả các cái yếu tố tham sân si và mạn nó khởi lên. Cái thứ hai là lục độ, tức là ba la mật đó. Như chúng ta nói với các vị là năm cái yếu tố này đây đó là bắt buộc phải đi qua trên con đường mà chúng ta tu tập để thành tựu quả vị Phật. Không có Phật nào không có bố thí, không có Phật Bồ Tát nào không bố thí, không trì giới, không nhẫn nhục, không tinh tấn, không thiền định, không trí tuệ. Cho nên rồi á, mình có tụng kinh bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng các vị không có bố thí, không trì giới, không nhẫn nhục, không tinh tấn, không thiền định, trí tuệ thì cũng không thể nào mà chứng đắc được quả vị của Phật, quả vị của Bồ Tát. Cho nên tu cho tự thân của mình là chỉ ở hạng của thanh văn thôi. Bước lên duyên giác, bước lên địa vị của Bồ Tát là bắt buộc phải thực thi hạnh nguyện cứu khổ, phải sống cho người, phải dấn thân, phải hành hoạt. Cho nên anh tu cho anh không á, thì anh chỉ đạt được cái kết quả đó thôi, trên phương diện của tự thân thôi, nhưng mà chưa có sự dâng hiến. Cho nên cái cuối cùng là phải bỏ đi, cái cuối cùng là anh phải đưa đi, cái cuối cùng anh phải mang lại sự an lạc cho người. Cho nên có những hàng Bồ Tát, có những vị Phật, khi tiền thân của các ngài dẫu là ở trong hình hài bóng dáng nào, các ngài đều đem thân phận của mình ra để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên là với tâm hành Bồ Tát thì trú xứ sẽ là Bồ Tát, với tâm Bồ Tát sẽ hình hài sẽ là Bồ Tát, với tâm Phật thì hình hài sẽ là Phật, mà với tâm chúng sanh, tâm địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì hình hài sẽ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó, nó là như vậy. Cho nên tướng tự tâm sinh là như thế. Thế thì thứ nhất á, bố thí là để trị cái tâm tham lam bỏng sản, nhẫn nhục để đối trị với cái sân hận nóng nảy, trí tuệ đối trị với sự si mê ngu muội, tinh tấn đối trị với lại cái bệnh biếng nhác, giải đãi, lười, trì giới để đối trị với cái hủy phạm giới luật, sống một cách vô đạo đức, vô căn cứ, sống không có khe ai hết, không có lo đến sự an nguy của tất cả chúng sanh đang sống. Cái cuối cùng là thiền định, là để đối trị lại với tất cả những sự tán loạn. Thế thì đó là nói chung 6 cái phương pháp này. Trong kinh nói là dĩ lục độ để độ lục tệ. Lục tệ tức là tham lam, sân hận, si mê, giải đãi, buông lung, tán loạn. Đó là 6 cái tệ mà chúng ta dùng 6 cái phương pháp này để nhiếp 6 cái tệ kia. Và nó hơn ở một cái khía cạnh nữa, đó là cái chữ theo sau, đó là ba la mật. Nó không đơn thuần là chỉ là bố thí thôi, mà nó còn vượt hơn trên cái đó nữa, là anh làm mà anh không thấy bóng dáng anh làm, người không thấy bóng dáng người nhận, không thấy cái bóng dáng của cái kia, tức là cái mà anh dùng để giao tiếp giữa anh và người khác, anh dùng phương tiện gì để đến với cuộc đời này. Đó, thế thì cái phương tiện kia không quan trọng, thấy không? Thấy rốt ráo cuối cùng rồi, cái anh dùng là cái gì, cái anh dùng là cái gì không quan trọng, miễn là anh có thể mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho cuộc đời này thì thôi. Các vị thấy không? Cho nên nó vượt qua bờ bên kia là bởi sao? Bởi vì anh không có thấy cái đó, nó còn chấp vào trong cái anh sử dụng đó là cái gì nữa. Anh sử dụng cái gì thì đâu có gì quan trọng, miễn là anh có thể mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho mình và cho người. Các vị thấy chưa? Cho nên vắng mặt. Và thế rồi bây giờ đâu phải là hình hài bóng dáng này mới làm được, mà hình hài bóng dáng khác không làm được, đúng vậy không? Không phải là hình bóng của Phật mới có thể xuất hiện và làm được, nhưng hình bóng của một kẻ ăn xin, của một kẻ cùi, của một người lỡ lét, nhưng mà người đó khi nào xuất hiện bóng dáng đó để độ được kẻ khác đó, để thức tỉnh cái yếu tố của sự vô thường, sự tham đắm đó, thì anh có thể xuất hiện hình hài này để có thể độ người ta vượt qua cái yếu tố chấp thủ của họ, thì anh cũng có thể xuất hiện hình hài này được. Cho nên tự thân của anh á, dẫu cho xuất hiện hình hài nào cũng không quan trọng, hay là vượt qua cái yếu tố của ta đây. Các vị thấy không? Rồi cái mà anh đem anh dâng tặng cho người cũng không quan trọng, rồi cái cuối cùng nữa là cái người kia là ai cũng đâu còn quan trọng. Người kia là ai? Con anh, vợ anh, chồng anh thì anh thương, nhưng mà người khác thì sao?
anh không thương, anh không giúp. Thế thì vấn đề anh giúp là vì cái gì? Không phải là vì người kia là gia đình của anh, con anh, vợ anh, chồng anh, cháu anh, mà anh giúp người kia chẳng qua là bởi vì người ta đau khổ, thế thôi. Người ta cần có sự an lạc và hạnh phúc, và anh đến với người ta là anh đem đến cái sự nhu nhuyễn hiền hòa, hạnh phúc an lạc cho họ, chứ không phải vì họ là cái gì của anh mà anh đến giúp họ. Đấy. Cho nên Phật và Bồ Tát đi vào trong đời này không phải là chỉ cứu những người đệ tử là Phật tử không thôi, mà Thiên Chúa giáo cũng cứu. Rõ ràng không? Nếu như Phật và Bồ Tát lắng nghe tiếng kêu của chúng sanh, nhưng mà chúng sanh đó không tin Phật thì sao? Đó, trừ nó ra hả? Loại nó ra sao? Thế thì chúng ta thấy được rằng nếu mà Phật và Bồ Tát đi vào trong cuộc đời này mà không giúp những cái kẻ đó thì con trâu con bò nó tin ai? Con chó, con mèo, con heo, con chuột, nó có tin Chúa, nó có tin Phật không? Thế có cứu nó không? Cứu không? Tất cả quý vị ngồi ở đây thấy con chó nó đau, mình thương con chó quá, bởi vì con chó nó tin Phật hả? Phải vậy không? Thế mình cứu nó vì cái gì? À, rõ chưa các vị? Sáng chưa? Thế thì chúng ta thấy được rằng lòng từ bi đó là gì? À, cho nên rồi á, bước vào trong cái cuộc sống này đây á, anh nằm ở khía cạnh nào? Anh sống với tâm hồn nào? Và anh lớn bao nhiêu? Lòng của anh lớn bao nhiêu thì anh sẽ tìm phương pháp đáp ứng cuộc đời bấy nhiêu. Lòng anh nhỏ bao nhiêu, anh sẽ đến với cuộc đời này giới hạn bấy nhiêu. Cho nên chúng ta thấy được rằng khi nào lòng chúng ta mở rộng thôi, Bồ đề tâm mở rộng thôi, và phát triển cái Bồ đề tâm đó càng lớn bao nhiêu thì anh sẽ có đầy đủ phương trước để vào đời này bấy nhiêu. Không nể hà phương trước nào hết. Tại thiện thể mà, lướt qua dòng đời này một cách nhu nhuyễn hiền hòa mà không bị tất cả những cái trở ngại của dòng đời này nó chi phối. Đi như vậy đó mới đáng bậc trượng phu, không vướng cái gì hết. Vào đời thõng tay vào chợ mà vẫn an lạc và thảnh thơi trong dòng đời này. À, thế thì chúng ta thấy được quan trọng lắm luôn. Quan trọng lắm, và bản lãnh lắm mới có thể làm được, chứ không phải đơn giản mà làm được. Đấy. Và trong cái dòng đời này mấy ai có thể thoát khỏi được cái yếu tố bám chấp, chấp thủ, chấp ngã. Tôi thương người này, tôi thương người kia, tôi quen biết người này, tôi quen biết người kia. Phải vậy không? Tất cả những cái đó làm cho chúng ta nhỏ hơn, hẹp hơn, có biên tế hơn. Tôi nhớ là lần đầu tiên á, chúng tôi đến với lớp học này, tôi có nói với các vị một điều là cuộc sống này á, cái gì mà nó có rào cản, cái gì mà nó có bờ thì cái đó nó nhỏ. Một đám ruộng nó có bờ thì nó sẽ ngăn cái bờ ruộng này với cái bờ ruộng khác. Ruộng này là ruộng của tôi, ruộng này là ruộng của anh. Hễ cái gì trong dòng đời này mà nó có sự ngăn che, nó có sự bao bọc thì cái đó nó nhỏ. Chỉ có cái nào mà nó không có sự ngăn che bao bọc thì cái đó nó sẽ lớn vô cùng. Cho nên mình thấy giới hạn thân phận mình hay giới hạn thân phận người đều là giới hạn. À, thế thì cái yếu tố ba la mật này là cái vượt qua bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ nào? Bờ nào cũng là bờ bên kia, chỉ cần vượt qua là ok. Còn nếu mà đứng lại bên này thì bờ nào cũng là giới hạn bên này. Dẫu là bờ đó là anh mệnh danh nó là cái thứ gì, bờ ruộng, bờ đê, bờ bờ kè, bờ gì đó cũng là bờ hết. Phải không? Bờ thân phận của con tôi, chồng tôi, vợ tôi, buồn, vui, tốt, xấu, khen chê, được, mất, nó chửi tôi, nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó nói xấu tôi. Tất cả mọi thứ đều là bờ hết, đều là xây đắp. Cái đó thuộc về ta, cái đó để đối chọi với cái khác. Nếu như không có cái đó, tức là qua bên kia rồi, dẫu cho nó cao như thế nào, hoặc nó thấp bao nhiêu, hoặc nó đào thành hào lũy, nó đều là sự ngăn che. Chỉ có cái vượt qua khỏi nó thôi. Cuộc đời này mình đâu có thể cấm người ta xây tường, đâu có thể cấm người ta xây rào. Người ta cứ mãi xây, người ta cứ mãi đào để người ta bảo vệ cái của họ. Nhưng mà chúng ta không phải cái hào cao, cái bờ tường cao mà chúng ta đến, hoặc là chúng ta ở trong, mà chúng ta phải vượt lên trên, vượt ra ngoài, vượt ra khỏi giới hạn tâm thức của con người cũng như thế, thân phận cũng như thế, hội đoàn cũng như thế,
chính trị cũng như thế, niềm tin cũng như thế, vượt lên trên, vượt ra khỏi. Muốn có được cái đó thì bắt buộc phải tu tập, phải nhìn nhận, phải thấy cho ra. À, cho nên hay lắm quý vị ơi, chúng ta ráng học nha. Lục độ hay 6.35 mạch được trình bày trong tập sách này đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thế là chúng ta sơ lược qua những cái sơ nét như thế. Bây giờ chúng ta đi vào cái đầu tiên của ngũ đình tâm quán, đó là quán sổ tức. Xin nhắc lại là chúng ta đã đi rất là sâu và đi thật là cặn kẽ, thật là chi tiết để cho quý vị có thể ứng dụng được trong đời sống của ta đây. Đó là căn bản. Thứ hai nữa đó là mình đã bước trên địa vị của bậc thánh, chúng ta đang đi trên con đường của những bậc thánh giả đang đi. Mình không có phải là lè tè ở dưới nữa, mà chúng ta đang đi trên bước chân của những bậc thánh đang đi vào trong cuộc đời này. Không có đơn giản này các vị nghe. Để chúng ta nâng cái tầm vóc của chúng ta lên mà dâng hiến cho cuộc đời. Khi nào các vị nghĩ rằng mình giàu có vô tận thì lúc đó chúng ta có nhiều phương cách để chúng ta giúp ích cho người khác. Còn nếu chúng ta trời ơi mình đói meo đây lấy cái gì đâu mà cho kẻ khác, phải vậy chứ? Thì lúc đó chúng ta sẽ rất ít cơ hội để có thể dâng hiến cuộc đời mình. Chúng ta đôi khi mình đừng có nghĩ rằng mình không có cái gì để cho, hoặc là mình không có cái gì để giúp ích cho đời. Nếu như các vị chỉ cần có một tấm lòng với cuộc đời này thôi, muốn giúp đỡ cuộc đời này thôi, muốn làm cho cuộc đời an lạc và hạnh phúc, thì tất cả cung bậc của chúng ta hành xử trong cuộc đời này đều có thể làm được việc đó. Các vị tin tôi đi, chỉ cần các vị có cái tấm lòng thôi, tấm lòng vì người khác, thì tất cả cung bậc của chúng ta làm đều hướng đến người khác hết thảy, dẫu cho nó là bất cứ cái thứ gì. Hôm qua chúng tôi đi phát đồ cho homeless. Ở đây có các vị đem cho chúng tôi 3 cái thùng đồ cũ. Tôi đem xuống dưới đó đó, trải ra trên bàn, người ta lựa không còn món nào hết. Ok. Kết hợp với ở dưới chùa cũng một đống đồ cũ Phật tử mang tới nữa, không còn cái gì hết. Cái đôi vớ mà các vị bỏ vào trong đó, giặt sạch bỏ vào trong đó đó, mình cứ ngỡ là trời ơi sao mà đôi vớ cũng cho trời. Cái lúc ban đầu chúng tôi suy nghĩ như vậy ha. Xuống dưới đó hỏi còn vớ không. Từ những đứa con nít nhá, cho đến người lớn tuổi nào, mình cứ ngỡ là cái size Vietnamese của mình nó bé tép tẹo như thế này, ai mà lấy. Nhưng mà nó lấy hết. Tại vì tùy theo đứa nhỏ đứa lớn, nó lấy hết sạch, không có cái thứ gì không lấy hết. Nên đó là nói cho các vị thấy á. Các vị đem vài cái khăn lau mặt, chúng tôi lại nghĩ rằng cái khăn lau mặt này nó dùng để làm được cái gì ta. Ấy thế mà nó thấy khăn là nó lấy trước. Thường người ta cho quần áo, ai đi cho khăn, ai lại đi cho đôi vớ. Ấy thế mà chúng ta khi mà đã dấn thân vào rồi, đã nhìn thấy được rồi, thì chúng ta thấy là trong cuộc đời này không có cái thứ gì không cho được hết. Miễn là chúng ta có cái lòng hay không thôi. Mình có cái lòng để cho người ta sử dụng cái mà chúng ta đã sử dụng hay không thôi. Mình cần đôi vớ, người ta cũng cần đôi vớ. Mình cần cái kẹp tóc, người ta cũng cần cái kẹp tóc. Đơn giản chỉ như vậy thôi quý vị. Đó. Dạ, cho nên là quý vị có cái gì cứ cho tôi, tôi sẽ cho thiên hạ. Cuộc đời này màu nhiệm vô cùng. Cái chúng ta tưởng đâu là không bao giờ dùng được, nhưng mà thiên hạ trong cuộc đời này thì rất thiếu những thứ mà chúng ta đang có đó. Cho nên quý vị cứ hãy thảnh thơi an lạc trong cuộc đời này đi. Người ta cần cái mà các vị bỏ đi đó, đừng có tham muốn nhiều quá nữa nhá. Bấy nhiêu đủ rồi, chết rồi cũng đem thiêu hết thôi à. Trước khi chúng ta học cái bài quán sổ tức này là cái bài mà giúp chúng ta định tâm, Đức Phật có dạy những cái hình ảnh chướng ngại tâm thức. Chúng ta xin được trình bày yếu tố này trước. Có những điều làm chướng ngại tâm thức. Có một lần nọ thì một người đệ tử đến bạch hỏi Đức Thế Tôn là: dạ bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà con học những cái bài kinh Đức Thế Tôn giảng dạy một lần hai lần, con nghe rồi á, cái rồi con quên mất. Sau đó rồi á, con lại hỏi huynh đệ anh em, huynh đệ anh em đó nói cho con luôn nữa,
Nhưng mà rồi con về vài bữa rồi con lại quên mất tiếp. Dạ bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà con lại không có thuộc, con lại không nằm lòng những điều mà Đức Thế Tôn chỉ dạy như vậy? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới nói là: này con, khi tâm của con bị sân hận chi phối thì lúc bấy giờ con sẽ không thể nào nắm giữ được những cái gì mà con học hành, hoặc là tâm thức của con không định tĩnh thì con không có nắm giữ được, vì lúc đó tâm con sân hận. Đó là thứ nhất. Thứ hai, khi mà tâm con si mê thì cái gì đi vào trong tâm thức con cũng không được giữ lại. Thứ ba, khi tâm con có tham ái, có sự bám víu thì lúc bấy giờ những cái gì đưa vào nó cũng không được giữ lại ở trong đó. Vì con khi tham ái là con chỉ chú ý tới điều mà con mong muốn không thôi. Vì để ý không, khi mà chúng ta mong muốn cái thứ gì thì cái đó nó xâm chiếm gần như toàn bộ hình hài bóng dáng của ta. Một em bé buổi sáng nó chơi giỡn cười đùa với những em bé khác, thế là tối ngủ nó đạp tay đạp chân, nó đá chỗ nọ, nó đá chỗ kia, nó cười, nó la, nó hét. Là do sao? Do nó bị tiêm nhiễm cái mà hồi sáng đây nó đã chơi với những đứa khác như thế, đã đem vào trong giấc ngủ của nó như vậy. Còn bây giờ đây, những người lớn tuổi nằm mơ, ngủ mớ. Đôi khi các vị kể những câu chuyện không biết mình nói cái gì, nhưng mà những người người ta còn thức, người ta nghe được. Đấy, thế thì những cái gì mà nó đã du nhập vào trong đời sống của mình, nó hằng lên trên cái bộ não của chúng ta nhiều nhất, thì cái đó chúng ta sẽ nhớ nó nhất. Thế thì khi tâm của chúng ta bị tham ái, tức là những cái yếu tố yêu thích trong dòng đời này, mong muốn trong dòng đời này, mà mình chú ý nó thì sẽ không có những cái yếu tố khác để mà chúng ta có thể nhớ nó được. Thứ tư là buồn ngủ. Khi mà thụy miên, buồn ngủ nó đến thì chúng ta sẽ không có cơ hội để có thể tiếp xúc những cái khác. Cho nên giữ thân của mình được khỏe, được đầy đủ cũng là một trong những yếu tố quan trọng để chúng ta mới có thể tiếp nhận những cái khác nó đưa vào. Ngài thí dụ một cái bát nước rất là hay với 5 cái yếu tố. Thí dụ bát nước thứ nhất đó là phẩm màu. Nếu như chúng ta đem một cái bát nước và đem màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen, chúng ta trộn vào trong cái bát nước kia, khuấy nó lên, sau đó chúng ta soi mặt vào trong cái bát nước đó, thì cái da mặt của chúng ta, cái màu sắc của chúng ta, nó sẽ không như thật in trên cái bát nước kia. Vì sao? Vì bát nước kia đã chứa những cái phẩm màu khác rồi. Tâm của chúng ta đây khi nó đã nhuộm bất cứ một cái phẩm màu nào rồi đó, thì dẫu cho Phật Pháp kia có đi vào trong đó, nó cũng không có soi rọi một cách rõ ràng và chân thật. Cho nên để tâm của mình nhu nhuyễn, hiền hòa, thanh thản đó là cách mà để chúng ta rót cái gì vào bên trong tâm thức, nó sẽ giữ lại bóng dáng của nó. Còn nếu tâm của mình mà tràn ngập những kiến giải, những kiến chấp, những khuynh hướng, những nguyên tắc của riêng cá nhân ta, bảo thủ cái đó, chấp chặt cái đó, thì lòng của mình đây sẽ bị đóng kín và không tiếp nhận cái khác được. Cái bát nước bị đun sôi này, Ngài nói là: này đạo hữu, này con, khi mà cái bát nước này đang bị sôi lên á, sùng sục như thế đó, thì dẫu cho mình có rọi cái bóng dáng của mình vào trong cái bát nước kia thì nó cũng không để lại nguyên hiện trạng cái bóng dáng của mình trong cái bát nước đó được. Vì sao? Vì bát nước đang sôi lên như thế. Tâm của chúng ta đây cũng như cái bát nước kia, khi mà nó đang sôi sùng sục lên thì không có cái thứ gì mà có thể lưu lại bóng dáng của nó được nguyên vẹn trong cái tâm thức của chúng ta. Hay lắm quý vị nè. Cái tiếp theo thứ ba, giống như một bát nước bị rêu nó che phủ lên trên. Khi chúng ta rọi mặt của mình vào trong cái bát nước kia, mà bát nước bị rêu phủ lên trên rồi thì không thể nhìn thấy bóng dáng mình ở trong đó được. Tâm của chúng ta cũng giống như bát nước, nếu như bị cái gì đó nó che phủ tâm mình rồi thì có bỏ cái gì vào nó cũng không vào được nữa. Cái thứ tư đó là như một tâm mình như một cái bát nước có bùn ở phía dưới, và chúng ta dùng cây, dùng tay khuấy nó lên để nó làm đục cái bát nước kia. Khi bát nước bị đục
thì dẫu cho bóng dáng nào soi vào trong bát nước kia cũng không thể nào nhìn thấy được hình hài sắc tướng chân thật của nó nữa. Cái thứ năm đó là bát nước bị gió lay động. Khi gió nó làm chao nghiêng cái mặt nước, giống như thể là nước sôi, thì cái này nó chao nghiêng thôi. Thế thì nó cũng lững lờ bên này, lững lờ bên kia, giống như kẻ mơ mơ màng màng trong đời sống này, nó cũng không lưu lại bất cứ một cái hình sắc nào tuyệt đẹp, chân thật, rõ ràng. Đây là tổng cộng gồm có 10 điều, 9 điều nói về cái tâm bị ngăn che. Thế thì để có thể giữ được tâm chánh niệm thì chúng ta không phải có những yếu tố ngăn che này. Được chưa các vị? À, tức là Ngài nói về những yếu tố ngăn che thì ngược lại có sự ngăn che là tròn đầy, không bao phủ, không ngăn che. Để làm được như vậy thì chúng ta đừng sân hận. Thứ nhất, không khởi lên yếu tố sân hận. Khi chúng ta học kinh không thuộc, học bài không thuộc, là do trong lòng của chúng ta giữ cái gì đó quá hoặc ngăn che nhiều quá, như y chang như thế này nè. Đó mà chúng tôi thấy đó, bây giờ để có thể học bài được thuộc thì bắt buộc các vị lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà cái phương pháp chúng tôi dùng thì các vị là như vậy đó. Các vị có chán ghét tôi thì kệ, tôi chịu thôi. Nhưng mà giúp cho các vị có thể thuộc được là cái cuộc đời này nó mau quên lắm. Chúng tôi nói các vị là cuộc đời nó có 4 yếu tố là ganh ăn ghét ở chống chán mau quên đó, phải không? Thế thì cuộc đời mau quên vô cùng. Chính vì tại vì lâu ngày nó mới tiếp xúc một lần. Nhưng mà bằng cái phương pháp lặp đi lặp lại sẽ giúp cho các vị gặp gỡ nó hoài. Người thân là vì sao? Là vì nó gặp hoài. Và ta quen nhau là vì sao? Vì ta gặp nó hoài. Thế thôi. Thế nào là xa lạ? Chưa gặp bao giờ. Đó, đôi khi chúng tôi gặp các vị trong lớp này nhìn cái mặt nào cũng quen hết trơn á. Nhưng mà hỏi tên, dạ xin thưa không biết. Nói thẳng vậy đi, những người nào đặc biệt lắm thì tôi nhớ tên thôi. Những người nào mà không có nói chuyện bao giờ, dạ xin thưa cho em quên nha. Chỉ nhớ nhau trên cái list thôi à, mà cũng không biết ai là ai nữa. Cho nên mình rất là vô tư. Các vị thấy chúng tôi vô tư, thật sự là vô tư đó. Chắc trong lớp này chắc tôi không nhớ tên các vị nhiều đâu, chắc là 5-6 người gì thôi à. Nên các vị đừng có buồn tôi nghe. Đi vào rồi lại đi ra, ai giao cho mình trách nhiệm nào, bổn phận nào, tôi làm đúng trách nhiệm bổn phận đó là thôi. Còn những cái khác là extra, không cần phải biết, không cần phải nhớ, cũng không cần thiết phải như vậy. À, thế thì tôi sống theo cách của tôi. Quý vị cũng sống theo cách của các vị cho nó sung sướng cuộc đời. Đừng có bận biệu nhau quá ha. Thế thì đây là 5 cái cách mà ngăn che tâm thức của mình. Mình nhớ ha. Và thoát khỏi 5, thoát khỏi 9 cái cách này là cái mà chúng ta cần học ngày hôm nay. Thế thì bất luận làm một công việc gì thì sự định tĩnh của tâm trí của mình là một trong những yếu tố chính yếu để dẫn đến sự thành công. Và trong một con đường tu tập cũng như thế, cần phải có định tâm. Và cái sự định tâm này đây nó quan trọng vô cùng đối với người tu hành. Ở trong này có nói yếu tố là chúng ta học trước quên sau, học sau quên trước, là những tư tưởng thiếu sự tập trung, thiếu sự khổ công tu tập. Xin chia sẻ cho quý vị một cái kinh nghiệm là chúng tôi kể nhiều câu chuyện cho quý vị cho đến ngày hôm nay độ khoảng 366 câu chuyện mà chúng tôi đã kể cho quý vị nghe trên chương trình 5 phút Phật Pháp. Nhưng mà bằng cách nào để mình có thể nhớ được các vị? Chỉ có mỗi một cách, đó là viết nó xuống và ngày nào cũng nhìn nó. Chỉ có vậy thôi. Ví dụ nói về cái đề tài nhân quả, sẽ có những câu chuyện nào về nhân quả? Chúng tôi nhớ có chỉ cho các vị một cái phương pháp, đó là góp nhặt cát đá. Các vị hãy có một cuốn tập, có một cuốn sổ để chúng ta sẵn sàng ghi chép lại những thứ mà hay ho trong cuộc đời này nó rơi rớt xung quanh ta. Các vị nhìn lên một bức tường có một câu, thường á, là cái người mà chủ đích treo cái câu đó lên á, là người ta đã lựa chọn rồi. Trong số những cái câu mà nó hay trong cuộc đời này á, đôi khi nó rơi rớt đâu đó đó, trên vách tường
trong những cái status trong Facebook, phải không? Hoặc là những cái mà quý vị chọn để làm cho cái niềm tin của mình, tư tưởng của mình, nó vâng, tất cả những cái thứ đó là người ta đã lựa chọn rồi. Cho nên chúng ta gặp ở đâu thì lấy cái đó, ghi cái đó, thích cái đó. Bây giờ ai cũng có cell phone dắt bên mình hết trơn á, thấy mấy cái đó là chụp liền. Chúng ta mở một cái email xem, mở một cái Facebook xem, mở một trang web xem, thấy cái gì hay là take picture đó liền, take ngay lên trên cái màn hình của mình, lưu cái đó xuống lại. Đó là cách để tự chúng ta làm giàu lấy chính mình. Cuộc đời này không ai dâng hiến cho mình những cái thứ đó đâu. Mà khi chúng ta đi ngang qua dòng đời, chúng ta thấy là chúng ta phải lụm liền. Để chi vậy? Để làm cho tự thân của chúng ta đây được nhiều cái tri thức hơn, nhiều cái kiến thức hơn, nhiều cái điều hay ho hơn. Và phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta thường cái gì mà một lần hai lần mình mau quên lắm các vị nè, mà mình phải ôn đi ôn lại. Ông bà mình nói là văn ôn võ luyện. Người thâm hậu trong cuộc đời không phải là 100 năm nó múa một lần mà được, mà nó múa sáng, múa chiều, múa đêm, nó múa hoài. Những cái người mà người ta thi đấu ở Olympic hả, người ta cũng tập luyện hoài. Một cầu thủ nó ra sân nó đá một trận hay, đôi khi nó phải tập mấy chục năm trời, phải vậy chưa? Mình nói chứ tại sao nó chạy 120 phút mà nó không mệt? Tại nó chạy mỗi ngày mà. Còn mình là có chạy ngày nào đâu. Mình đừng có bì. Cho nên là cái giỏi cái dở là do chúng ta có luyện tập hay không, có tiếp xúc với nó hàng ngày hay không. Đấy. Phép quán đầu tiên đó là quán sổ tức, hay là sổ tức quán. Sổ tức tức là hơi thở đó, đếm hơi thở. Quán tức là tập trung tư tưởng để quan sát, để phân tích hay suy nghĩ một vấn đề nào. Sổ tức quán hay là tập trung tâm trí của mình vào hơi thở của mình, mục đích là để đình chỉ cái tâm tán loạn. Mục đích của nó là đừng có tán loạn nữa thôi. Vì sao mà cần phải có đình chỉ cái tâm tán loạn? Tâm trí của chúng ta thì nó bị chi phối bởi tất cả những yếu tố là buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, hơn, thua, ganh, ghét, bỏng, sản, đố kỵ, tị, hiềm. Với đời sống này, bao giờ nó cũng có cái yếu tố đó xảy ra với tâm thức. Cho nên nó là nó. Một cái lời nói ác, một cái lời nói sỉ vả, mắng nhiếc, hơn thua, nó là lời của thiên hạ. Người ta có nói hay không có nói thì ta đây vẫn ta đây thôi. Ấy thế mà khi chúng ta lọt vào tai của mình thì sao? Tâm này rúng động liền, lòng này đau khổ liền. Là bởi sao vậy? Bởi chúng ta không có tự mình làm chủ lấy mình, mà bị cái lời kia nó dắt ta đi, ta đi theo nó, và ta ngỡ là ta là cái điều trong lời nói kia. Đó, thế là chúng ta vong thân. Chúng ta bị cái lời nói kia xỏ mũi dắt đi, và chúng ta làm nô lệ trên cái chúng ta đã nghe. Bây giờ không có ai chửi các vị hết, các vị thấy thảnh thơi không? Bây giờ có người chửi các vị thì sao? Sao lạ vậy? Lý do tại sao? Có nghĩa là nó chẳng qua là một lời nói là âm thanh thôi. Có khác gì không? Các vị thấy rõ chưa? Bản chất của nó không hơn không kém. Nó nói ta xấu thì ta, một là đã xấu sẵn rồi, chứ không phải là nó nói cho ta mới có. Thế thì cái chuyện mà nó nói hay không nói đâu có gì quan trọng. Quan trọng là ta đây vẫn còn sống đây, vẫn còn hít thở đây, vẫn còn ăn uống đây, vẫn còn đi lại đây, vẫn không ai lấy bằng lái của mình, không ai tước quốc tịch của mình hết. Ta vẫn là ta. Ấy thế mà đau khổ nó lại liền xuất hiện khi mà chúng ta nghe được những lời chướng tay gai mắt của đời sống. Mình thấy ghê không? Rào cản này nó đánh vỡ đi thành trì của cá nhân ta, phá vỡ đi hạnh phúc của tự thân ta, phá vỡ đi sự bình an thảnh thơi của ta đang sống hiện tại này đây, chỉ vì một lời tác động bóng gió của kẻ khác mà thôi. Khủng khiếp như thế đó. Cho nên yếu tố định tâm là quan trọng.
định tâm để chi? Để suy xét vấn đề này một cách có nhận thức, mà không bị nó tác động vào là chúng ta đi theo nó liền. Khi nào mà chúng ta định tĩnh thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua tất cả những cái thương, cái ghét, cái mừng, cái giận của đời sống. Chỉ cần định tâm thôi. Còn nếu như chúng ta không định tâm trên cung bậc của sự tiếp xúc là thua nha. Bây giờ quý vị có thể định tâm được. Định tâm không có nghĩa là mình ngồi thiền này mới gọi là định tâm, mà chúng ta nói quý vị là thứ nhất là tu ở chùa, thứ nhì tu ở bốn mùa lang thang đó, nhớ học thuộc cái này, là tu trên cung bậc của sự tiếp xúc. Khi anh nghe cái lời chửi, anh nghe cái tiếng trái tai gai mắt đó đó, anh tu ngay tại đó mới là tu. Chứ lúc đó bây giờ anh có ngồi xuống tại đó anh thiền đi, đố anh thiền được. Phải vậy không? Khi người ta chửi anh ngồi xếp bằng, anh để tay phải lên trên tay trái, anh hít thở thật sâu vô đi. Thế thì tu trên cung bậc tiếp xúc là lúc đó, lúc anh tương tác với dòng đời, anh đối xử với tất cả những cái mà anh đến với cuộc đời này, anh tu ngay tại cái cung bậc đó. Muốn được yếu tố đó thì chánh niệm tỉnh giác ngay tại đó là điều cần thiết, chứ không lúc đó anh đã quên mất anh đi. Các vị thấy không? Ngay lúc đó chúng ta ngỡ là mình đã là cái sự vật, sự việc trong cái câu chuyện mà người ta đang nói kia. Chứ lúc đó ta không phải là ta nữa rồi. Lúc đó ta quên mất ta là kẻ đã học ở Học viện Bồ Đề Phật Quốc này 3 năm trời rồi. Nhưng mà nó vẫn ù lì, nó vẫn cục mịch, nó vẫn đau khổ như ai. Đó. Cho nên là hơn nhau ở chỗ là cung bậc của sự tiếp xúc. Có một câu nữa rất hay: ở đời muôn sự của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Ghi vô mà học đi. Phải không? Rõ ràng ở đời muôn sự của chung, mắt tai mũi lưỡi này của chung hết, ai cũng có hết trơn á. Hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Anh dùng như thế nào thì anh thảnh thơi, mà anh dùng như thế nào thì anh sẽ là người đau khổ. Anh là nạn nhân của sự đau khổ, nạn nhân của tên bay đạn lạc, nạn nhân của lời ông tiếng ve kia. Dùng như thế nào là chuyện của ta, chỉ có ta biết thôi, mấy đứa kia không biết đâu. Mà nó biết hay không biết thì ta khen nó cái chuyện gì chứ. An lạc và hạnh phúc này do ta tạo ra mà, chuyện gì của ai mà quan tâm. Nhưng mà để coi lúc nó tới rồi mới biết. Lúc nó tới rồi mà nhìn cho ra nó, thật tướng của nó, thì lại là một vấn đề hóc búa đó. Cho nên tất cả như thể là một cái cuốn phim, nó quay chậm trong tâm thức của ta, và nó mang theo đó trên suốt cái đoạn đường mà chúng ta sống. Và nói cuộc đời như là một cái tuồng phim cũng đúng, và tất cả cung bậc của chúng ta đi qua dòng đời này cũng giống như thể một tuồng diễn trên sân khấu cuộc đời vậy thôi. Hơn thua với người, buồn vui với người, tốt xấu với người, đến đi với người, thương ghét với người, nó cũng mong manh hanh hao như vậy đó, có cái gì bền chặt đâu. Ấy thế mà ngày nào mà chúng ta còn sống, ngày đó chúng ta còn bám víu mới chết chứ, mà chưa nghĩ đó là điều tạm bỡ mong manh. Thế thì tham thiền quán tưởng, cái kết quả của nó là đều là dừng cái tâm trí tán loạn của mình ha. Thế thì những điều cần biết là trước khi quán sổ tức, ở đây có nêu ra 9 điều. Thứ nhất là thức ăn, phải chọn cái thức ăn nào đó thích hợp với cơ thể. Đừng ăn những cái đồ nóng quá để thân của mình được bức rứt, lạnh quá để thân mình được nặng nề, lừ đừ, buồn ngủ, để nuôi dưỡng cái thân. Thứ hai là đồ mặc, thời tiết nào phải mặc đồ gì. Chỗ ở, phải ở như thế nào, ở chỗ thanh vắng hay là chọn cái nơi ồn ào. Khi chúng ta chưa có đủ cái lực á, thì mình hãy nên chọn cái chỗ để chúng ta tích tụ được cái năng lực của ta. Khi mình biết mình yếu thì đừng có ra gió hả? Biết mình chưa đủ bản lãnh thì đừng có thách đố với thiên hạ hả? Biết chúng ta còn yếu thì mình hãy chọn cái chỗ cho mình.
Khi nào vững chãi thảnh thơi rồi thì chúng ta đi vào trong cuộc đời buông lơi thả lỏng. Còn khi nào mà chúng ta cảm giác được rằng mình chưa có thể vượt qua thì đừng có bén mảng mà tới gần. Thời gian thì chúng ta chọn cái lúc nào? Thường các vị muốn học bài dễ thuộc ngày xưa đó, cha mẹ dạy là buổi sáng, tức là lúc mà chúng ta ngủ dậy rồi chưa có cái gì ở trong đầu của mình hết trơn á, mua một đêm như thế là nó quên đi những cái thứ khác rồi đó, thì cái lúc bây giờ là học bài dễ thuộc. Đấy, còn đợi cái lúc mà tới chiều tối về đi làm về nó lừ đường, nó mệt mỏi thế nọ thế kia mà bắt học thuộc bài nó chắc không thuộc nổi. Cho nên là chọn cái giờ giấc của mình, cái thời khóa tu tập của mình cũng rất là cần thiết. Cho nên sáng ngủ dậy, nếu mà không tự thể ra chánh điện ngồi được á, thì ngồi ở trên giường hoặc là nằm ở trên giường đó mà hít thở, mà luyện tập. Giữ thân thể của mình được sạch sẽ, tắm rửa. Thứ sáu là cách ngồi, ngồi kiết già. Ở trong này thì dạy chúng ta phải ngồi kiết già. Tất cả các vị ở đây ai ngồi kiết già được? Bao lâu? Khó nói quá. 2 tiếng? 1 tiếng? Giỏi quá. Ai 1 tiếng thì xin cho một tràng pháo tay. Giỏi quá, 1 tiếng là rất giỏi. Riêng bản thân chúng tôi thì ngồi kiết già chắc được 5 phút. Tình thiệt thôi, dở cái nào mình chấp nhận mình dở cái đó. Nhưng mà ngồi bán già thì có thể 3 tiếng đó, thì bù lại dễ thôi. Cái nào giỏi thì nó giỏi, nhưng mà chưa chắc là giỏi. Thế thì ngồi kiết già là phải luyện tập, luyện tập thật nhiều. Tuy nhiên luyện tập nó đau quá nên không thèm luyện nữa, cho nên là cuối cùng riết là nó quen vậy thôi chứ không gì hết. Theo quý vị nào mà ngồi được cách nào thì ngồi ha. Ngồi kiết già hay là ngồi bán già gì cũng được. Kiết già có nghĩa là bỏ chân trái lên trước, bỏ chân phải lên sau. Bán già là bỏ chân phải lên chân trái, đại khái vậy đó. Rồi hai tay đó thì để tay phải lên tay trái, hai ngón cái thì chạm nhau. Rồi mắt đó thì là 1/3, 1/4, tức là nhắm lại 1/4, đừng có mở trao tráo lên mà người ta làm cái gì mình cũng thấy. Và khi mà người ta làm cái gì mình cũng thấy như thế đó, thì nó lại hình ảnh đó đi vào ở trong ta và làm cho chúng ta động tâm. Thứ hai là nếu mà mình nhắm mắt đó, thì lại là buồn ngủ nó sẽ xâm nhập. Cho nên mở 1/4 thôi và khép hờ cái đôi mắt mình lại, đừng nhìn thấy thiên hạ mà cũng đừng làm cho mình bị ngủ. Thì đó là cách mà để chúng ta giữ. Lưng thì thẳng, ngồi như là cái chuông úp á, tọa như chung, tức là ngồi giống như cái chuông úp. Để chi vậy? Để cho tất cả máu huyết của mình nó được lưu thông một cách tốt đẹp. Đó là về cái vật chất. Thứ hai nữa đó là những cái tinh thần, cái neuron thần kinh của chúng ta không bị bế. Thẳng lưng như thế thì mình cố nhiên là mình sẽ điều tiết được hơi thở một cách tốt hơn. Hai tay rồi đầu và cổ thì phải thẳng. Đầu thì hơi ngã về phía trước một tí, vân vân. Mắt thì là chúng ta hơi cúi đầu thì hơi cúi xuống một chút, đừng có ngửa lên hoặc là đừng có cúi gầm xuống. Tất cả đều phải giữ cho nó được thăng bằng và thoải mái. Trong này không có nói là vai, tuy nhiên vai cũng rất là quan trọng. Là chúng ta buông lơi, thả lỏng, không có cố gồng, không cố ép. Thả lỏng toàn thân, về búp vế, về tay, đùi, lưng, eo, cổ, vai. Tất cả đều phải buông lơi, tất cả đều phải thả lỏng. Phương pháp, chúng ta học tới cái phương pháp. Nói tóm lại phương pháp thì có 4 cách, nhưng mà nói cho thật ra thì có 3 cách thôi. Thứ nhất là đếm hơi lẻ. Đếm hơi lẻ là sao? Có nghĩa là hít vào đó thì thở thì đếm 1, thở ra thì đếm 2, cứ như thế và đếm tới 10. Hít vào đếm 1, hít ra, thở ra thì đếm 2, và đếm tới 10 thì lại quay trở về lại 1, cứ tiếp tục như thế. Thế thì cái phương pháp này á, là không phải chúng ta đếm để thành cái thứ gì. Đó. Chứ có vị hỏi là thưa thầy, tại sao mà mình phải đếm vậy chứ vậy? Đếm để làm cái gì? Đó. Chúng ta dùng cái phương pháp đếm để trú tâm trên đó. Vậy thôi. Để nó không có chạy đi cái chỗ khác nữa. Nhưng mà các vị để ý, những cái người nào mà thuần thục rồi đó
thì mới có thể nhiếp tâm trên đó một cách không có nhảy đi chỗ khác. Còn nếu bây giờ đây nè, bây giờ chúng ta thực tập thử nha. Quý vị ngồi giống như ngồi thiền, ngồi thẳng lưng lên, chúng ta khép hờ đôi mắt của mình lại 1/4, tức là mở 1 mà nhắm 3. À, rồi các vị chú ý vào hơi thở của mình. Chúng ta thử, trong này kêu thử thử 10 hơi, nhưng mà chúng ta thử 10 hơi hơi lâu. Chúng ta làm 3 hơi thôi. Nhưng mà trước khi làm 3 hơi đó, là chúng ta phải thở hết cái bầu không khí ở trong bụng của mình ra, trong phổi của chúng ta ra. Chúng ta làm 3 hơi trước, là hít vào thật sâu và thở ra thật là sâu cho đến khi cạn dòng, để mà chúng ta nạp năng lượng mới. Chúng ta làm như vậy 3 lần rồi sau đó chúng ta mới đếm. Thế thì hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, và không quá mau, không quá nhanh, bình thường thôi. Và chú ý rằng chỉ có đếm thôi, và để tâm của mình trên số đếm. Ngoài ra tất cả những cái nào mà xuất hiện trong tâm thức của ta thì dẹp bỏ nó ngay, trở về lại cái số đếm. Chúng ta thử thực tập 3 hơi coi, xem tôi coi mình có thể giữ được tâm thức của mình không nghe. Rồi chúng ta dừng lại. Quý vị đang đếm tới số mấy? Ai mà suy nghĩ là coi như đếm không đúng rồi đó, phải không? Tức là quý vị đang đếm tới số 6 là phải biết là mình đang đếm tới số 6. Mình phải nói ra liền chứ sao lại ngập ngừng hả? Thế thì trong cái lúc mà các vị đếm 3 hơi thôi, các vị có bị tạp bởi cái gì không? À, 3 hơi thì quá dễ đúng không? Nhưng mà chúng tôi đã từng nói quý vị là nếu như một hơi chúng ta có thể nhiếp tâm được thì chúng ta cố gắng tới hơi thứ hai. Tại một hơi làm được mà. Thế thì cái hơi sau nó cũng là một hơi, đúng không? Nhưng mà hơi đầu và hơi sau nó vẫn là một hơi thôi. Nhưng mà tại qua thời gian nó kéo dài, cho nên làm cho tâm thức mình mệt mỏi. Cho nên bằng cách thực tập này, chúng ta hãy thực tập ở tại nhà của mình. Thứ nhất là để tất cả những cái stress, những cái lo lắng, cái ưu tư, cái sầu muộn của ta nó rơi rụng đi. Thứ hai là chánh niệm tỉnh giác. Sở dĩ mà cái phương pháp này được đặt lên đầu tiên đó là nói chúng ta một điều rằng á, đời sống này không có gì quan trọng đâu các vị ơi. Quan trọng là hơi thở của mình đó. Nếu mà hơi thở không còn rồi đó thì có cái gì tồn tại được nữa đâu. Có cái gì mà để các vị quan tâm nhiều hơn là hơi thở đâu. Con cũng bỏ lại, chồng cũng bỏ lại, nhà cửa cũng bỏ lại, tiền bạc cũng bỏ lại, danh phận địa vị cũng bỏ lại hết thảy thôi. Nhưng mà chúng ta hay quên hơi thở của mình lắm. Từ sáng giờ thật sự ai đã đếm hơi thở? Có người hả? Nói thì chúng ta thấy đó, hơi thở quan trọng lắm. Khi mà mình thiếu hơi thở rồi, lúc đó chúng ta mới biết được rằng hơi thở nó quan trọng thế nào. Lúc mà cần hơi thở rồi, lúc đó chúng ta mới đi đánh đổi hết tất cả những thứ chúng ta có để mà đi tìm lại được hơi thở cho mình. Thứ nhất là đếm hơi lẻ, thứ hai đếm hơi chặn. Đếm hơi chặn có nghĩa là hít vào đếm 1, thở ra cũng đếm 1, tức là hít vào và thở ra đếm 1. Thứ hai hít vào thở ra đếm, đếm 2, thứ ba hít vào thở ra đếm 3. Và đến thứ 10 rồi thì tiếp tục trở lại 1. Đó là đếm hơi chặn. Đếm thuận à, đếm thuận có nghĩa là đếm như hồi nãy từ 1 tới 10, rồi trở lại từ 1 tới 10 là đếm thuận. Đếm nghịch thì cũng hai cách trên. Hai cách trên đếm nghịch là cách thứ nhất là đếm lẻ. Đếm từ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đếm chẵn mà nghịch là hít vào thở ra đếm 10, hít vào thở ra đếm 9, hít vào thở ra đếm 8, hít vào thở ra đếm 6, hít vào. Ok, vậy có bị còn tỉnh. Thì đó là cách đếm, đếm nghịch ha. Thế thì chỉ có 4 phương pháp như thế: đếm thuận, đếm nghịch, số chẵn và số lẻ. Đấy. Thế thì cái này là bằng phương pháp các vị về thực tập thôi. Và ai thực tập nhiều thì người đó có được sự nhiếp tâm. Những điều lộn xộn thường xuyên xảy ra,
Cái này là ai thực tập á thì người đó mới thấy, còn không thực tập không có thấy đâu. Nghĩa là thở ít mà đếm nhiều, thở nhiều mà đếm ít, thở đếm không có đều nhau, thở thở ba rồi nhưng mà nhớ chuyện khác đếm thành năm, đại khái như vậy, ăn gian. Rồi giảm có nghĩa là thở nhiều mà đếm ít, đếm thụt lùi. Vô ký có nghĩa là không nhớ mình đếm tới số mấy rồi. Thế thì đếm không có được cái gì hết á, không có ai cho mình gì hết á. Phật cũng không ban phước, cũng không giáng quả, đếm sai, đếm đủ, đếm thiếu gì đó, tự mình biết thôi. Thế thì cái phương pháp này là để chúng ta chú tâm, nhiếp tâm, đừng để tâm tán loạn. Và chúng tôi đã từng nói các vị rằng chúng ta chỉ có mỗi một tâm thôi, không có cái tâm thứ hai. Chúng sanh và Phật cũng mỗi một tâm thôi. Khi nào cái tâm này vẫn đục thì nó là chúng sanh, khi nào tâm của mình nó thuần tịnh, nó giác ngộ, nó giải thoát thì đó là Phật vậy thôi. Khi chúng ta để cái tâm này trên đối tượng nào thì chúng ta đã đem hình hài sắc tướng của mình trú ngụ nơi cái đó, biết cái đó. Còn khi mà chúng ta chú ý cái khác là nó lại nhảy sang cái khác, nó nhảy qua nhảy về như thế này nè. Chú ý cái này thì nó lại bỏ đi cái kia, chú ý cái kia thì nó lại bỏ đi cái này. Nhưng mà rồi nó chưa từng ở miết với cái nào hết, nó cứ nhảy đi nhảy qua nhảy lại, nhảy tới nhảy lui, nhảy xuôi nhảy ngược, nhảy lên nhảy xuống, nhảy trong nhảy ra, nhảy ngoài nhảy vô. Còn đâu nữa? Thế thì đó là tất cả cái mà nó có thể di chuyển được. Cho nên cách này là cách để chúng ta dừng nó lại, giữ nó lại. Và quý vị đừng có sợ mất thời gian. Một cái ý niệm khi mà chúng tôi mới thực tập á, nhưng mà nghĩ là tại sao mình làm vậy mất công vậy? Mình hãy đợi cho tới lúc nào mà nó xảy ra chuyện thì mình hãy chú tâm nhiếp niệm trên nó đi. Tại sao phải đến chi cho mất thời gian? Tại sao phải làm như thế để mất công tu tập cái pháp này? Người nào làm rồi mới nảy ra ý nghĩ như thế, ý niệm như thế. Nhưng mà xin thưa rằng chúng ta không thực tập á, không thể nào mà chúng ta có thể trú ngụ trên những cái yếu tố khác được. Yếu tố này không trú ngụ được một cách đơn giản thảnh thơi thì những cái yếu tố khác như anh mất của, mất người thân, mất nhà, mất cửa, mất xe, mất cổ, mất thân này, làm sao anh trú ngụ nhiếp tâm được? Thì ngay đây, tại đây, bây giờ anh chỉ có thể nhiếp tâm trên hơi thở thôi, không mất gì hết. Ấy thế mà anh không trú ngụ được, làm sao anh trú ngụ gì khác? Cầu mong tất cả quý vị thực tập thôi mới có thể hiểu được giá trị của nó. Còn chỉ có nghe không, thấy nó đơn giản vô cùng, nhưng mà đây là lời Phật dạy đó. Phật dạy không phải là không có bổ đâu, không phải là thuốc này thuốc không có bổ, thuốc này không phải là thuốc uống cho vui. Hy vọng rằng quý vị thực tập để thấy được cái sự nhiệm màu của nó. Kính cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và mời quý vị nghe.